Xin chào nghệ nhân Đỗ Bá Tị. Đỗ Bá Tị à? Ngày tháng năm sinh. Đâu? Ngày tháng năm sinh. Được hỏi các cụ ở Bộ Chính trị thì khó lắm. Thuốc ăn rồi. À đây, còn cây mới đây. Rồi, thấy con này hay này. Nhấc lên được chưa? Cà phê nào? Hay ho phết nhỉ? Nặng phết. Si, tai chuột. Cho lấy khay nước. Báo giá sơ bộ một loạt đi chú. Đấy, cái đấy thì tầm 1 triệu thôi. Còn đây, cái lục vừng này. Cái lục vừng 5 triệu. 5 triệu. Còn cây tùng vi này. Tùng vi 3 triệu. Rồi toàn đấy nhỉ. Cây nghệ thuật đấy. Cây hoa giấy. Hoa giấy 2 triệu. Hoa giấy đây. Gặp anh mẹ chào hỏi anh. Đây là cũng cây cây tùng vi nghệ thuật đấy. Tỉa cùng một lứa rồi ra đỏ. Bây giờ hết hoa rồi, bây giờ thì chơi con sai thôi. Hết mùa. Bây giờ có hoa không? Có. Con này giống con thạch trục. Hôm nào tôi mang cái con này con có đầy hoa. Từng vi dễ có hoa lắm. 13 triệu. Cái này không để được hết. Cái đấy phối hợp thích đấy. Đấy. 1 triệu thôi. Xì à? Xì đấy. Đám giá. Đám xì ra đi. Sao cái này nó to, nó bè ra nhìn xuống. 500. Lất trực cho thiên nhiên. Vừa lại có khách mua cái vun này mà trả giá. Thăm đấy mua được này. Đấy trả câu nào. Khoảng hơn 1 triệu bạc. Nó còn hơn 3 triệu đây. Giờ mà cầm mấy triệu cho chợ có mua lắm, không mua được. Chưa nói cái chuyện nhà vườn. Cho sinh viên học và thực tập chơi hay là sao cũng rất đẹp ấy. Nhưng mà phải thời gian nữa. Đây là si. Si giá sinh viên. Không may rồi nhỏ này bao tiền nữa. Không may nhỏ nhỏ này bao tiền. Đâu ca bao tiền. Đấy bạch á. Cái này ra nhiều hoa lắm. À. Thế tốt. Ở vườn có hoa thì nhất rồi. Đây xem mà liền hết đi. Đấy. Liền hết. Quên ông thì lại đọc số. Đọc số. 0906 0906 225 376 376. Người cũ thì biết rồi, mình mới lại hỏi. Bao nhiêu anh mua được? Đúng hết đây. Đó, vừng. Nắp được cái bãi này đôi mấy đó. Đấy, cái tường vi nghệ thuật này. Đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Đây. Cùng một lúc nhưng lứa nó là đúng cuốn đỏ đỏ cho trên cái nền lá cũ chết.
Rồi, ok, cảm ơn ông nhá. Vâng. Xong. Kinh điển đấy nhỉ? Kinh điển đấy, cây môn này kinh điển đấy nhỉ? Bao tiền đấy? 1,5 triệu. Nghệ sĩ. Dạ. Giá hợp lý. 1,5 triệu. Đấy. Cho các cháu chui qua đây chơi được. Đấy, một chó qua. Đẹp đấy. Ok, cảm ơn các ông. Chuyên Hồng Hồng Mai. Mình chuyên Hồng Hồng Mai. Cây đấy bao tiền? 2 triệu. Đang nhiều hoa. Chơi thì ta xem giúp. Đấy, có. Rồi, xin cảm ơn. Chịu có xem không? 5 triệu. Lên hình suốt ngày mà chả chịu xem. Chả thấy lên hình đâu. Đấy, Cộng hòa Xéc. Nghệ sĩ Cộng hòa Xéc. Bán các loại cây thế. Các loại cây thế. Cây rừng. Đẹp nhất miền Bắc. Giá hợp lý. Đấy, giá hợp lý. Giá đổ buôn. Giá đổ buôn. Các cây núi rừng Tây Bắc. Đấy, cây này là cây cơm ngội vàng, hoa vàng. Ừ. Kinh nghệ nhỉ. Chỉ giá 1 triệu bảng. 1 triệu. 1 triệu bảng hay là 1 triệu bảng? 1 triệu. 1 triệu. 15 đồng. 1 triệu bảng. Đẹp đấy, nhìn lá này chỉ muốn ăn đây nhỉ. Hả? Nhìn lá này chỉ muốn ăn đấy. Đấy, siêu cá lá là 500 nghìn. Ừ. 500 nghìn siêu cá. Một vụ, một gia đình một vụ. Ok, rất đẹp. Rất nhiều sung rồi luôn. Cộng hòa Xéc. Bây giờ để sang chỗ cuối kia. Đã giới thiệu một số cây này. Để về để còn đi ăn trung thu nè. Sớm thế. Được. Rồi đi làm. Đấy, à đấy cái đấy mới à? Được. Được đấy. Cái này bao tiền? 6,5 triệu. Ừ, đẹp nhỉ. Trung lưu. À. Đó. Con lùn đi ra, con kia lại vào, con lùn ở ngoài nằm. Đẹp. Chân đệ. Đọc số luôn. Đọc số luôn. 0387 439 439 806 806. Nguyễn Sinh Cung. Hay là gì cung nhỉ? Ngô Xuân Cung. À Ngô Xuân Cung. Cái này thì Kim Thanh Mai. Là bao nhiêu tiền? Cái này là 4,5 triệu. 4 triệu. Còn hàng cầm tay sạch sẽ. Con 2000 nam này. Kinh đấy. Con này thì bao nhiêu? Con gì 1,7 triệu. 1,7 triệu. Mình sao? Săn núi. Đấy, con này thì bao tiền? 1,3 triệu. 1,3 triệu. Đây, cho vào, ông đi bảo cho vào cổng đi, cho tượng đấy. Cổng thì không biết có vừa không? Có cổng vừa thì cho cổng không nhỏ cổng tượng thì lại ấy quá cổng nhỉ. Cái này nghệ thuật điệu đà đằng sau lũi trước là đội này cũng có sơn đấy không có nước sơn lũi hết rồi trước là cái cây mai này đẹp. Mai đẹp. Đây cây mai đẹp. Đây cây già. Đây còn cây nào mới đó? Kia nhấc nốt cây kia xem. Cái cũ.
cây này thì là hai triệu. Yeah. Cây này mới. Đấy, cái sao? Này bao nhiêu tiền? Cây này thì 2 triệu. Còn cây này? 2 cây bằng nhau. Mỗi cây 2 triệu. Gì? Đấy, ông nhà đang bỏ chợ rồi. Giờ đây bác bận rồi. Chắc bận mấy hôm nay. Phía sau đi rồi. 2 triệu. Suối của bên này. Ăn cây khủng mà không cho là ăn. Nhiều cái điểm không? Tay cũng vắng. Rồi, thì cảm ơn chào nha. Chúc rồi.